Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ tư ngày 7 tháng 6, chương trình có những thông tin chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tham gia thảo luận tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14. Thành phố Đông Hà tổ chức họp thông qua dự án đầu tư xây dựng công trình chờ phường 5. Với quyết tâm chính trị lớn, nỗ lực hỗ trợ của các nhà đầu tư và doanh nghiệp đã gây được thiện cảm của các nhà đầu tư khi đến Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14. Sáng nay, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Đại biểu Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thuộc đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị tham gia ý kiến tại phiên họp này. Về vi phạm và thời gian thực hiện của nghị quyết, đại biểu cho rằng nếu Quốc hội chỉ cho phép xử lý khoản nợ xấu đến 31 tháng 12 năm 2016, thì giá trị và hiệu quả sẽ bị hạn chế. Mục tiêu xử lý nợ xấu dưới 3% nghị quyết đề ra khó khả thi. Đại biểu đề nghị Quốc hội cho phép xử lý các khoản nợ xấu đã và sẽ xảy ra đến hết thời hạn hiệu lực của nghị quyết ngày 1 tháng 7 năm 2022. Liên quan đến quyền thu giữ tài sản và áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản đảm bảo, đại biểu cho rằng quyền sở hữu tài sản là quyền cơ bản của công dân. Tuy nhiên, công dân khi đã cam kết trong hợp đồng tín dụng và giao dịch tài sản đảm bảo là sẽ đồng ý chuyển tài sản đảm bảo đó cho tổ chức tín dụng thu giữ khi không hoàn trả khoản vay đúng hạn. Vì vậy, đại biểu đề nghị Quốc hội cho phép các tổ chức tín dụng được quyền thu giữ tài sản đảm bảo, nhưng các tổ chức tín dụng không được phép trao quyền này cho các tổ chức cá nhân khác thực hiện. Nếu không quy định chặt chẽ, trong trường hợp các tổ chức tín dụng ký hợp đồng với các công ty thu nợ để họ dùng mọi hình thức thu giữ và siết nợ, sẽ để lại hệ lụy khôn lường. Nếu xảy ra tranh chấp thì cho phép được thực hiện theo thủ tục tố tụng rút gọn. Để đảm bảo sự bình đẳng trong môi trường hoạt động, đại biểu đề nghị Quốc hội cho phép các tổ chức tín dụng, ngân hàng chính sách và chi nhánh ngân hàng của nước ngoài tổ chức thu mua nợ xấu được thực hiện nghị quyết. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều nay đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao đồng chí Sĩ Xu Văn Vong Trong Xí, Bí thư Tỉnh trưởng tỉnh Salavan An Khẹt. Tại buổi tiếp, đồng chí Sĩ Xu Văn Vong Trong Xí, Bí thư Tỉnh trưởng tỉnh Salavan An Khẹt hoan nghênh đoàn đại biểu Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị sang thăm và làm việc tại Salavan An Khẹt. Hy vọng rằng đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý, giúp cho Hội đồng Nhân dân tỉnh Salavan, một địa phương mới tổ chức Hội đồng Nhân dân tỉnh, có thể nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trong công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhằm góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng trân trọng chuyển lời hỏi thăm sức khỏe của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đến đồng chí Bí thư Tỉnh trưởng Salavan. Trong khuôn khổ của cuộc hội đàm và trao đổi kinh nghiệm, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân hai tỉnh trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau sẽ trao đổi nhiều kinh nghiệm quý. Trước đó, đoàn đại biểu của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đến thăm công trình thủy điện Sesen 1 tỉnh Salavan. Công trình đa mục tiêu vừa cung cấp điện, vừa cung cấp nước tưới phục vụ nông nghiệp. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà tổ chức họp thông qua dự án đầu tư xây dựng công trình chợ phường 5. Chợ phường 5 thành phố Đông Hà được thiết kế với quy mô xây dựng 443 điểm kinh doanh phục vụ cho 378 quầy sạp ở chợ cũ và dự phòng tăng thêm 65 quầy sạp mới. Công trình với khối lượng nhà 3 tầng với việc bố trí các phòng ban quản lý, khu vực đầu xe, các kiosk, khu dịch vụ giải trí. Tại cuộc họp, các đơn vị liên quan đã tham gia góp ý về các phương án thiết kế chợ, trong đó tập trung về việc tạo kiến trúc, cảnh quan, bố trí hợp lý các lô quầy và khu vực đầu xe, tham khảo tiếp thu ý kiến người dân trên địa bàn về việc xây dựng chợ mới nhằm thực hiện dự án một cách thuận lợi. Thông qua việc đầu tư xây dựng mới chợ phường 5 nhằm đảm bảo phục vụ cho các hộ kinh doanh phát triển thuận lợi, tạo điểm nhấn cho mỹ quan đô thị, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn,
Với quyết tâm chính trị lớn, tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo thuận lợi tối đa cho chủ đầu tư và doanh nghiệp trong các lĩnh vực cấp phép, đầu tư, thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh, giao đất, thuê đất và giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh. Sự hỗ trợ tích cực này đã gây được thiện cảm của các nhà đầu tư khi đến Quảng Trị. Jin Quan là một công ty chuyên sản xuất dụng cụ thể thao của Trung Quốc, lần đầu tiên đến Việt Nam và công ty này chọn khu công nghiệp Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để đầu tư. Hơn 4 triệu đô la Mỹ đã đầu tư tại đây, dự kiến tháng 8 năm nay hoàn thành và sẽ thu hút khoảng 1.000 lao động. Bởi lần đầu tiên đến Quảng Trị, công ty trách nhiệm hữu hạn Jin Quan còn bỡ ngỡ, nhưng mọi khó khăn được tỉnh Quảng Trị tháo gỡ, đồng thời được nhận những chính sách ưu đãi đặc biệt. Tỉnh Quảng Trị đã ưu đãi rất nhiều, những chính sách như giảm tiền thuê đất, miễn thuế nhập khẩu, máy móc cho chúng tôi. Chúng tôi cũng được đáp ứng những khó khăn khác khi được yêu cầu. Với tinh thần hỗ trợ nhà đầu tư tối đa theo quan điểm của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Ban Quản lý các khu kinh tế với chức năng của mình đã yêu cầu 100% cán bộ viên chức của ban phải có thái độ tận tâm với các nhà đầu tư, hướng dẫn cặn kẽ, rút ngắn thời gian làm thủ tục, giải quyết kịp thời các khó khăn phát sinh cho các nhà đầu tư. Hiện nay thì những cái khó khăn của doanh nghiệp khi phản ánh thì chúng tôi thường xuyên là có những đợt kiểm tra, có đợt là khảo sát, có những người chuyển đi thực tế cùng với họ để chia sẻ và là giải quyết một cách kịp thời. Ví dụ như cái nhà đầu tư của Jin Quan Trung Quốc thì như vậy là cái công tác giải phóng mặt bằng cũng có những trở ngại, nhất là vấn đề về ra phá bom mìn hỗ trợ thì rồi tỉnh cũng đã có cái chỉ đạo và cũng đã có cái hỗ trợ rất là quyết liệt, cho nên đến nay thì họ cũng đã hoàn thành giai đoạn 1 và chuẩn bị làm tiếp cái giai đoạn 2. Chỗ nhà máy bia Quảng Trị ở khu Quảng Ngang thì có cái vấn đề vướng mắc là khi những con đường mà người ta chở hàng vào ra với cái công tơ nó rất lớn thì khó khăn, cho nên người ta kiến nghị để chúng tôi sẵn sàng kịp thời là có những mở ngay cái đường phân cách để tạo cái luồng vào ra để nhập xuất hàng hóa một cái thuận lợi thì đáp ứng cái kịp thời cho nhà sản xuất và họ cũng rất phấn khởi. Với tinh thần và trách nhiệm cao, tỉnh Quảng Trị đang hỗ trợ tích cực cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp đảm bảo sự hài lòng khi lựa chọn Quảng Trị là điểm đến để sản xuất kinh doanh. Chính quyền thể hiện quan điểm rõ ràng là phục vụ doanh nghiệp và sự hợp tác ngày càng thân thiện hơn vì sự phát triển chung của xã hội. Như vậy, với 4 triệu đô la Mỹ của công ty trách nhiệm hữu hạn Jin Quan đầu tư tại khu công nghiệp Nam Đông Hà, hiện nay tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Quảng Trị là 208 triệu đô la Mỹ và tỉnh Quảng Trị vẫn đang chủ trong thực hiện nhiều dự án nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực sản xuất năng lượng. Chuyển sang những vấn đề khác, hiện tại ở hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đắk Rông, nước sinh hoạt đang là nỗi khó khăn đối với người dân. Trong khi đó, nguồn lực để đầu tư các công trình nước sạch là ít. Trong thời gian gần đây, bằng nhiều cách làm khác nhau, Hướng Hóa và Đắk Rông đã kêu gọi được một số mô hình xã hội hóa nước sinh hoạt, bước đầu đã đem lại hiệu quả cho người dân ở miền núi. Anh Thiên Đức, người dân sống ở thành phố Hồ Chí Minh, trong một lần theo dõi trên truyền hình, thấy người dân ở Hướng Hóa rất khó khăn về nguồn nước sinh hoạt. Anh đã bỏ ra số tiền trên 150 triệu đồng đầu tư 1.200 mét đường ống cùng với hệ thống đài và lọc nước cho người dân bản 6, xã Thuận, huyện Hướng Hóa. Cái cuộc sống của người dân đây rất là khắc nghiệt, rất là nắng. Cái vùng đất Hướng Hóa này là rất là nóng nữa, ít mưa cho nên mình cảm nhận được khi mà người ta không có nước sạch. Cảm động chứ cái hình ảnh là người dân ở trên đây hạn hán, cho nên mình ra đây mình giúp đỡ. Sau này họp dân dân để là các hộ dân đã bảo quan cho tốt nước này để dân dân để uống để lao động sản xuất. Hiện tại trên hai huyện Hướng Hóa và Đắk Rông có trên 100 mô hình giếng đào và giếng khoan tại trường học và cộng đồng, hàng chục máy lọc nước RO và hệ thống lọc vôi. Nhờ vào xã hội hóa xây dựng nguồn nước sinh hoạt mà trên địa bàn hai huyện đã có hàng chục ngàn người dân được hưởng lợi. Từ khi có cái công trình này, có cái chương trình này thì bà con cũng rất là phấn khởi, trước hết là tạo được cái sinh hoạt tắm giặt này, rửa rãi này. Có nhiều cái doanh nghiệp, nhiều mạnh thường quân cùng đến địa bàn rồi cùng hỗ trợ cho bà con về giếng nước. Thì đây là một trong những cái tấm lòng quý mà huyện cũng rất trân trọng. Thì huyện vẫn tiếp tục tuyên truyền kêu gọi các cái doanh nghiệp cũng như các mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ cho cái nước sạch cho đồng bào. Xã hội hóa nước sinh hoạt ở các huyện miền núi Quảng Trị là một việc làm thiết thực, nhưng để cho các cá nhân cũng như tổ chức yên tâm hơn trong việc đầu tư, rất cần sự bảo quản tốt nguồn nước ở cộng đồng.
cũng là một vấn đề xã hội hóa nhưng lại trong công tác bảo vệ rừng. Những năm gần đây, xã hội hóa công tác phòng cháy chữa cháy rừng được xem là một hướng đi đúng đắn và hiệu quả trong việc bảo vệ rừng. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng là một trong những xã thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Nếu như những năm trước, vào mùa hè, thời tiết nắng nóng và nhiệt độ tăng cao như thế này, với 5 hecta rừng trồng, ông Trần Văn Trung ở xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng phải thường xuyên vào rừng để kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng. Nhưng bây giờ, mỗi tuần, ông chỉ vào rừng 3 lần. Những ngày còn lại có lực lượng bảo vệ rừng do xã hợp đồng thời vụ để cùng với các lực lượng chức năng tham gia bảo vệ rừng. Thông qua cái nguồn quỹ phát triển và bảo vệ rừng này thì tôi thấy là đối với cái rừng trồng của tôi, thì trong những cái năm qua thì phải nói rằng là nhờ cái nguồn quỹ này mà cái việc phòng chống cháy rừng là đối với cái rừng trồng nói chung của toàn xã và nói riêng là rừng trồng của tôi vẫn yên tâm trong cái công tác phòng chống cháy rừng. Thì trong quá trình những cái năm qua thì nhờ cái sự yên tâm đó mà thông qua cái việc mà phòng chống cháy rừng thì tôi thấy trên địa bàn cũng như là rừng của tôi thì chưa bao giờ xảy ra cháy. Cũng từ nguồn thu của quỹ thì hàng năm là qua cái rà soát tình hình ở trên địa bàn thì cũng mình cũng trích một phần của quỹ ra để mà giống như tu sửa lại các cái công trình bảo vệ rừng. Ví dụ như đường ranh cản lửa, các cái tuyến đường lâm nghiệp mà đã bị hư hỏng để cái thứ nhất là thuận tiện trong cái việc là lưu thông. Thứ hai nữa là có cái thuận tiện trong cái công tác kiểm tra phòng chống cháy trong các tháng cao điểm nắng nóng. Hải Lâm là xã vùng gò đồi có tổng diện tích tự nhiên trên 8.200 ha, trong đó đất có rừng là gần 6.800 ha với gần 5.000 ha rừng trồng. Hiện nay trên địa bàn xã, toàn bộ diện tích rừng trồng đều đã có chủ quản lý. Để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, xã Hải Lâm đã vận động các chủ rừng tham gia nộp lệ phí. Từ nguồn kinh phí đó đã sử dụng vào mục đích bảo vệ rừng, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy rừng như hợp đồng thời vụ từ 2 đến 3 người và mua sắm thêm trang thiết bị để phục vụ. Hàng năm chúng tôi đều có cái tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Bên cạnh đó thì để cũng công khai các cái nguồn quỹ mà của người dân, các cái chủ rừng đóng trên địa bàn toàn xã và để tham gia ý kiến. Thì cơ bản mọi người dân đều nhất trí cao và thực hiện hưởng ứng tốt trong cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Một trong những vấn đề then chốt của việc xã hội hóa này chính là gắn trách nhiệm và quyền lợi của người dân với rừng. Thực tế trong những năm qua, xã hội hóa công tác phòng cháy chữa cháy rừng là hướng đi phù hợp và đúng đắn, nó đảm bảo được tính làm chủ của người dân. Người dân giờ đây đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức trong công tác bảo vệ rừng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua lực lượng biên phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có nhiều hoạt động nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân vùng biên giới. Tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lai, các cán bộ chiến sĩ đã triển khai công trình ánh sáng vùng biên và đưa lại hiệu quả tích cực đối với người dân nơi đây. Hơn 30 đoàn viên thuộc đoàn cơ sở đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lai đang phối hợp với xã đoàn A Ngo tu sửa xây dựng công trình ánh sáng vùng biên tại bản La Lai, xã A Ngo, huyện Đắk Krông. Công trình có chiều dài gần 1.000 m, gồm 12 cột điện được làm bằng ống thép có đường kính 18 cm. Tại các điểm đường chính, các đoàn viên thanh niên đã lắp bóng đèn compact hỗ trợ điện chiếu sáng cho bà con. Được sự quan tâm là đồn do đồn là môi, đã chỉ đoàn thanh niên đồn, rồi lãnh đạo đồn đã quan tâm đoàn cơ ta lưng đã đoàn điện sáng. Thì hôm nay là bà con hè là được điện sáng và bà con hè rất là vui mừng, bùi êm vì điện sáng rồi bồn sinh hoạt và một bậc nữa nó muốn bị là sabasar văn hóa hơn, phong trào hơn. Chương trình ánh sáng vùng biên được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lai triển khai tại thôn La Lai từ năm 2012 và có 58 hộ với hơn 260 nhân khẩu được hưởng lợi từ chương trình này. Ban đầu chỉ có 8 bóng điện tại các khu vực. Các cán bộ chiến sĩ đã hỗ trợ tiền để đầu tư toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, bóng điện và trả kinh phí điện chiếu sáng. Việc duy tu, bảo dưỡng và hỗ trợ tiền điện được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lai đảm bảo thực hiện thường xuyên cho bà con nơi đây. Nhận thức cái vấn đề khó khăn ở của bà con ở khu biên giới thì Đảng ủy ban chỉ đồn đã chỉ đạo đoàn thanh niên phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là trong thời gian qua là tổ chức xây dựng cái công trình ánh sáng vùng biên để hỗ trợ bà con. Mục đích là đưa cái đời sống của bà con và văn hóa sinh hoạt của bà con ngày càng là đi lên và bản làng sáng đẹp hơn. Dự kiến sau khi hỗ trợ xây dựng công trình ánh sáng vùng biên tại thôn La Lai,
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lai tiếp tục phối hợp với các cấp cơ sở đoàn hỗ trợ chương trình thắp sáng chiếu sáng đường quê cho bà con thôn A Đen, xã A Ngo và thôn A Bung, La Hót của xã A Bung. Hoạt động này không chỉ nâng cao đời sống tinh thần cho bà con mà còn góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới của địa phương. Xin được chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, Tổ Phật tử Chính Tâm Chùa Quản sự Hà Nội phối hợp với Hội khuyến học tỉnh tổ chức trao quà cho người dân và các em học sinh vượt khó hiểu học ở xã Triều Độ, huyện Triều Phong. 600 bộ áo quần học sinh và quần áo mới đã được trao cho các em học sinh và những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Triều Độ, huyện Triều Phong. Thông qua sự quản lý của Hội khuyến học tỉnh, Tổ Phật tử Chính Tâm Chùa Quản sự Hà Nội cũng đã trao học bổng đỡ đầu dài hạn, một suất 1,2 triệu đồng cho 32 em học sinh nghèo hiểu học trên địa bàn tỉnh năm học 2016-2017. Toàn bộ kinh phí do các thành viên Tổ Phật tử Chính Tâm Chùa Quản sự Hà Nội tự nguyện đóng góp. Đây là nguồn động viên giúp các em có thêm điều kiện để trang trải cho các chi phí trong học tập và cuộc sống. Thời tiết nắng nóng trong những ngày vừa qua đã khiến nhiều người dân mua các thiết bị điện lên nhằm chống lại không khí oi bức của những ngày hè. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự tại các siêu thị điện máy lớn ở thành phố Đông Hà như Kim Nguyên, Điện máy Sen, Trần En, các mặt hàng như máy điều hòa, máy làm mát phun sương, quạt máy được rất nhiều người dân mua sắm. Theo các doanh nghiệp kinh doanh hàng điện lên, hiện nay thị trường các mặt hàng nói trên rất đa dạng về mẫu mã, chủng loại và thường là các thương hiệu như Panasonic, Hitachi, Toshiba, LG, Samsung, Daikin. Nắng nóng trong những ngày qua đã khiến nhu cầu mua sắm các mặt hàng điện lên tăng nhanh chóng. Theo đó, một số doanh nghiệp có doanh thu tăng đột biến từ 20 đến 25% so với những ngày trước đó. Năm kênh quốc lộ 1A, công viên Lê Duẩn là nơi vui chơi của rất nhiều người dân vào sáng sớm hay chiều tối. Tuy nhiên, sự thiếu ý thức của một số người dân đã làm mất mỹ quan của lòng hồ trong công viên này. Túi ni lông, chai nhựa, lon nước giải khát nổi lênh bênh trên mặt nước xen lẫn với từng cụm hoa sủng ở lòng hồ công viên Lê Duẩn, thành phố Đông Hà. Điều đáng nói là cách đó không xa, những thùng rác đã được đặt ở vị trí dễ nhìn thấy nhất để tiếp nhận những thứ bỏ đi này thì lại trống rỗng. Nguyên nhân của thực trạng này là do sự thiếu ý thức, thói quen xả rác bừa bãi của một số người dân. Để tạo cảnh quan xanh sạch đẹp trong công viên, bên cạnh việc chăm sóc, cắt cây, tỉa cành, làm cỏ cho những cây xanh trong công viên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Đông Hà thường xuyên thu gom, vớt rác ở lòng hồ và khuôn viên ở công viên Lê Duẩn. Tuy nhiên, chừng nào ý thức của người dân chưa thay đổi, vẫn còn tin rằng tiền đâu vứt đó, thì lòng hồ công viên vẫn chưa thể sạch được. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.